Đúng là không ngờ đó. Vừa đăng video, vừa làm đồng hồ đeo tay để theo đuổi em, sao lại cố gắng thế chứ? Anh làm việc gì cũng đều rất cố gắng. Được rồi, đi thôi. Đại thần nói những người khác đừng tham dự vào, nhưng em có sao đi nữa thì cũng không tính là người khác được. Cả phòng thí nghiệm này còn có người quan trọng với anh ấy hơn em sao? Việc này em phải đi. Người thân. Em sắp ra nước ngoài rồi. Trước lúc rời đi, nếu không thể nhìn thấy kết quả của việc này, em đi cũng không yên tâm. Em cũng phải đi. Nếu mọi người đều muốn đi, xảy ra chuyện cũng phải có người gánh vác chứ. Vậy chúng ta đi cùng nhau. Dương Lam Hàn, Lăng Lăng, Lăng Lăng. Anh nói xem, đã nhiều ngày như thế, cũng không có tin tức của Zoe. Có khi nào giống như Tiêu Tiêu nói, bọn họ giết khỉ diệt khẩu rồi không? Chỗ em còn hình ảnh nào khác của Zoe không? Có. Mỗi lần em gặp nó, đều chụp hình chung với nó hết. Anh xem, em còn lập riêng một thư mục ảnh cho nó nữa. Quả nhiên. Sao vậy? Em nhìn thời gian của bức ảnh này đi, em có phát hiện gì không? Vào ban ngày, gần như nó đều không ra ngoài hoạt động, cũng không ăn thứ gì. Đến tối, lại trở nên hoạt bát. Đúng rồi. Trước đây, em còn cười nó. Nói, nó rõ ràng là động vật nhóm linh trưởng, sao thời gian sinh hoạt lại giống con mèo như vậy? Ban ngày em gần như không nhìn thấy nó. Làm sao đi? 6 giờ tối thì sở thú không chai vào nữa rồi. Chuyện gì vậy chứ? Sao lại có kiểu hẹn hò như này chứ? Buồn ngủ quá, chúng ta về thôi. Em đừng buồn ngủ, chẳng phải chúng ta đang tạo cơ hội cho họ sao? Chúng ta nhìn chăm chăm vào họ. Nhìn chăm chăm ai chứ? Đương nhiên cái tên họ Đường gì đó của sở thú rồi. Bây giờ việc này có hai điểm đột phá, một là con khỉ, một là anh ta. Sao cơ? Lẽ nào anh muốn đánh cho anh ta nhận tội sao? Đương nhiên là không. Anh muốn để anh ta tự động đầu thú. Được rồi. Em có muốn thử dùng tay ấn vào huyệt bách hội không? Thoải mái lắm, sẽ hết buồn ngủ ngay. Huyệt bách hội, đó là điểm giao nhau giữa đường giữa đầu và đường giữa hai tay của em. Ở đây, hai tay.
Anh cũng yêu em nè. Anh bị bệnh thần kinh hả? Vô vị nhàm chán. Vậy em xem có phải bây giờ em hết buồn ngủ rồi không? Vậy em đây không buồn ngủ. Nào, nào. Anh làm gì thế? Em cũng muốn nhìn. Xuống xe. Nhanh. Em đừng đi theo anh nữa được không? Không phải, em có phiền không? Sao lại phiền rồi? Con người của anh sao mà lạ luôn vậy? Chẳng phải em chỉ đăng một tin lên Weibo thôi sao? Có đáng để anh chiến tranh lạnh với em 2 ngày không? Có phải anh muốn chia tay với em đúng không? Em đăng Weibo sao? Đó là nói dối, đó là vu khống, là phạm tội hình sự. Đứa em bị người khác bắt được thì em phải ngồi tù đó. Anh lừa ai chứ? Cha em là đứa con nít 3 tuổi sao? Còn ngồi tù, chia tay ngay. Đợi phải đến lúc đó được cầm tù cho em. Chẳng phải chỉ là một con khỉ thôi sao? Xin lỗi hay là hai vị ra ngoài cãi nhau đi, chỗ chúng tôi còn phải làm ăn buôn bán. Cô giúp tôi phân xử đi. Tôi chỉ đăng một bài lên Weibo, đó một con khỉ chết rồi. Thì cái người này, tôi ở bên anh ấy 5 năm rồi. Bây giờ anh ấy đòi chia tay với tôi. Tôi thật sự rất đau lòng. Anh ấy trên tràn con khỉ còn quan trọng hơn tôi. Cô gái à? Con khỉ gì vậy? Mình nói cho mọi người biết, thật sự mọi người không biết kỹ năng diễn xuất của mình tự nhiên biết bao đâu. Quả thực mình có thể làm diễn viên đấy. Giọt nước mắt ấy của mình rơi xuống từng hang từng hang. Cái tên Đường Thuận đó bị mình lừa đến mức ngay người một bên còn tưởng hai người bọn mình là đôi tình nhân cây cổ đòi chia tay. Hằng Hằng, em vì anh mà hy sinh rất nhiều. Vì chia tay không may mắn như vậy, vì anh em cũng phải diễn rồi. Quả thật em đã hy sinh quá nhiều rồi. Cảm động. Nào, đây là canh của ba mình đặc biệt mang đến. Bên đây đã chừa lại cho hai cậu mỗi người một chén. Nhân lúc còn nóng uống đi, cảm ơn. Cho nên các cậu đã lừa anh ta. Sau đó thì sao? Sau đó đương nhiên là bọn mình nói với anh ta đây là tội phỉ báng vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa còn nói với anh ta hình phạt của tội danh này dựa trên sự truy tố riêng của người bị hại. Nếu người bị hại từ bỏ thì không sao cả. Cho nên bọn mình cho rằng chắc chắn anh ta sẽ quỳ xuống xin tha thứ, tranh thủ sự khoan hồng của bọn mình. Em cá anh ta nếu đã vì một chút lợi ích mà phạm tội, chắc chắn cũng không phải kiểu người cứng đầu. Có lý lẽ. Đợi sau đó chỉ đợi thôi. Được rồi, mau ăn canh đi. Chỗ này. Làm sao đưa tiếng này lên? Alo. Cuối cùng, cậu cũng bật điện thoại. Cậu lớn đến mức này rồi, cũng không phải là thất tình lần đầu. Sao không nói tiếng nào mà chơi trò mất tích vậy? Đâu có khoa trương đến vậy. Lúc làm việc tôi tắt máy. Cậu cứ 3 phút là gửi tin nhắn, 5 phút là gọi điện thoại. Tôi không cần làm việc sao? Chuyện của Bạch Đăng Lăng, cậu biết rồi chứ? Hôm qua, Dương Lam Hàn lấy điện thoại của Lăng Lăng gọi cho tôi. Nói rằng đã liên lụy đến tôi. Rất xin lỗi. Vậy giờ cậu định làm như thế nào? Khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Ở mỗi thời điểm tôi cần phải nỗ lực thì tôi đều bỏ ra 100% nỗ lực. Tôi không hối hận. Dù Lăng Lăng đã đưa ra quyết định, chuyện của họ tôi cũng không tham dự vào nữa. Được, cậu nghĩ được như vậy thì tôi cũng yên tâm. Vậy chuyện đám não tàn công kích cánh cửa trái tim của chúng ta xử lý lạnh nhé. Ý gì? Chính là chuyện của Dương Lam Hàn và Bạch Đăng Lăng giống như quả cầu tuyết. Trước đây có người tra được cậu từng theo đuổi Bạch Đăng Lăng. Sau đó hôm nay họ tra ra được cánh cửa trái tim của chúng ta. Bây giờ khu vực bình luận đều là mắng chửi, ức hiếp lên cả đầu tôi. Còn xử lý lạnh làm gì? Nhanh chóng xử tử họ luôn. Làm gì thế? Sao phải bí mật? Cậu lại có thể lắp camera ở khu vực núi khỉ. Hơn nữa còn là camera đêm. Cho dù là ban đêm cũng có thể nhìn rõ ràng mọi thứ. Cậu làm việc này khi nào thế? Sao tôi không biết gì hết? Sáng sớm hôm nay, nhân lúc nhóm du khách đầu tiên bước vào, lẫn vào họ rồi vào trong. Mình đã quan sát
Đây là chỗ gian. Nếu là buổi tối ra ngoài tìm đồ ăn thì có khả năng sẽ ở đây. Đúng đúng, tôi có ấn tượng, chính là chỗ này. Bọn tôi đang lo lắng không thể vào sở thú buổi tối. Minh Hạo, quả thật cậu đã giúp được một việc lớn. Học sinh giỏi của chúng ta cũng xuất sắc quá rồi, giống như gặp vận vậy, ngay lập tức phá được án. Cục cưng, con người quý ở chỗ biết mình biết ta. Em xem, học sinh giỏi người ta ngồi bên kia, hai người chúng ta dường nhất chỉ được xem là trường phái diễn xuất. Em không phải là học sinh giỏi sao? Em phải. Không đúng, cậu lấp như vậy không có người quản sao? Cũng khó nói. Có phát hiện ra cậu thì cũng không sao. Dù sao chỉ cần không liên quan đến riêng tư hoặc nguy hại đến an toàn nơi công cộng, đây cũng không xem là hành vi phạm pháp. Nhưng mà cưỡng chế tháo dỡ, giáo dục phê bình chắc chắn không tránh khỏi. Xem mấy ngày này có tìm được Zoe không? Tôi muốn hỏi một chút, ứng dụng này của cậu có thể đồng thời đăng nhập vào các thiết bị khác nhau không? Nếu anh hỏi người khác thì chắc chắn không được. Nhưng nếu hỏi tôi, chắc chắn là được rồi. Vậy thì làm phiền cậu. Chuyện nên làm. Vậy tôi mau chóng thông báo, nói với mọi người trên nhóm một tiếng. Tốt quá rồi, sau này chúng ta không cần mỗi ngày thay phiên chạy đến sở thú nữa rồi. Minh Hạo, tuy cậu thấy có chút giả tạo, nhưng tôi cũng phải chính thức nói với cậu một tiếng. Cảm ơn cậu. Cảm ơn sớm rồi. Đợi tìm thấy Zoe rồi hãy nói. Thầy Trương, Thanh Diệt. Đàn anh, em đi trước đây. Đi đường cẩn thận nhé. Bye bye. Cậu ghi lại đi. Mười lần, 18 phải không? Trịnh Minh Hạo giúp chúng ta, có phải anh có chút không vui không? Chỉ có một chút thôi. Nói thế nào đi nữa thì người ta cũng vì giúp chúng ta. Em không biết lúc một người đàn ông làm việc sở trường của anh ta chính là lúc anh ta đẹp trai nhất sao? Anh không hy vọng em nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai như thế của cậu ấy. Quả thật không ngờ đến người đàn ông ưu tú như đàn anh đây cũng có cảm giác bị uy hiếp. Lúc thích một người sẽ trở nên tự ti. Bây giờ thì sao? Bây giờ cũng vẫn tự ti sao? Hình như tốt hơn một chút rồi. Đó chẳng phải là Âu Dương và Tịnh Tịnh sao? Hình như đúng rồi. Anh nói xem, Tịnh Tịnh sắp ra nước ngoài rồi, anh Âu Dương rốt cuộc có ý gì? Anh ấy có thích Tịnh Tịnh không? Em hỏi anh cũng không rõ. Vậy anh nói xem khi nào anh ấy mới bắt đầu hành động? Cái này chứ có lẽ đã hành động rồi, phải không?
Sao anh lại ở đây? Xin lỗi. Chuyện đi xem phim không sao thật mà. Hơn nữa, anh đã xin lỗi em rồi. Đừng suy nghĩ nhiều. Được. Anh ở đây là... Em phải đi tìm sách kế bên, mua vài cuốn sách tham khảo. Anh cũng vậy sao? Đúng. Vậy đi cùng đi. Lão Trương, camera ban đêm ở sở thú, có phải chúng ta cũng cần sắp xếp người trực không? Ai đến trong rừng? Để sau đi. Bọn họ hai ngày đầu tranh giành suất, dường như rất gay gắt, đều cụ thể đến từng giai đoạn rồi. Xác suất cao không đến lượt chúng ta. Làm tốt việc của mình. Yên tâm đi. Mẹ. Mẹ còn ở đây sao? Đừng xem nữa, không còn sớm nữa, đi ngủ thôi. Nào, đi ngủ. Còn thật là... Hơn nữa chẳng phải mẹ chỉ phụ trách 8 đến 10 giờ sao? Bây giờ đã 10 rưỡi rồi, có người khác đang xem rồi. Người khác xem tỉ mỉ hơn mẹ sao? Lỡ bỏ qua một phần thì sao? Mọi người đều nghiêm túc phụ trách hết, không sao đâu, ngủ đi nhé. Hơn nữa con nói này, nhà doanh nghiệp nữ như mẹ, sao lại giống một đứa học sinh tiểu học vậy? Bị người khác biết, ai còn dám chi tiêu ở chỗ mẹ nữa chứ? Con hiểu gì chứ? Cái này gọi là tự thân vận động. Con có biết tại sao Bách Hóa có thể đi đến ngày hôm nay không? Chính là dựa vào tinh thần lập nghiệp này. Con biết. Chú à, chú vẫn đang xem sao? Vẫn chưa ngủ sao? Không sao, chú bình thường ngủ rất muộn. Bây giờ mới 12 giờ, còn sớm. Vậy được ạ, cũng phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi sớm một chút. Vậy cháu vẫn ngủ trước đây. Được, chú ngủ ngon, chú ngủ ngon. Làm gì vậy? Nhỏ tiếng chút. Chú ở bên ngoài. Anh nói cho em nghe, chú chiếm hết giường ngủ của anh rồi. Anh cũng không thể ngủ với bà Trăng Lăng, đúng không? Anh đã nghĩ rất nhiều, quyết định đến đây chen chúc em một đêm. Anh nghĩ gì thế? Còn giả vờ tội nghiệp. Đứng lên. Đừng giả vờ nữa. Xuống cho em. Chân Hồng Kông, chân Hồng Kông. Đừng kéo quần của anh, lỗ quần lót rồi. Có xuống không, có xuống không? Chú, chú. Lừa cũng hay lắm. Được lắm, Âu Dương Y Phạm. Không xuống đúng không? Xuống đây, có xuống không? Có xuống không? Mau đi xuống. Sao nào? Ra ngoài. Đi xuống. Anh cố ý nhường em. Em sẽ không cho rằng anh đánh không lại em chứ. Ông Dương Y Phạm. Ông Dương Y Phạm. Đâu, đâu, đâu. Bây giờ anh thông báo cho em biết, anh Âu Dương Y Phạm hôm nay sẽ ngủ ở đây. Đợi đã, có phải anh bắt nạt em không? Có phải anh bắt nạt em không? Chọc em đúng không? Không phải, không phải. Anh sai rồi, sai rồi.
Cậu làm gì thế? Mình muốn ngủ với cậu. Cậu sao vậy? Đột ngột vậy sao? Muốn ngủ với mình cũng được, nhưng hôm nay mình phải viết luận văn xuyên đêm. Hơn nữa mình còn phải giám sát camera. Chẳng phải cậu sợ nhất bị làm ồn sao? Mình sợ làm ồn đến cậu. Vậy hay là hôm nay mình cũng thức xuyên đêm với cậu? Lăng Lăng, hay là cậu nói với chú, bảo chú về nhà đi. Ở đây có mình theo dõi là được rồi. Chú ấy ngủ ở ghế sofa tội nghiệp lắm. Đừng nhắc nữa, mình nói cậu nghe, mình đã khuyên cả buổi chiều rồi, căn bản không thể khuyên được. Đừng nói, sở thú không cho vào thì thôi đi. Cậu ở đây xem video, thoải mái như thế có phải không? Nhất định muốn làm. Còn có Dương Lam Hàn, vì giám sát camera, suýt chút đánh nhau với mẹ anh ấy. Tùy bọn họ. Được thôi. Sao vậy? Cậu đây là... Một chút nữa, lúc 1 giờ hơn, là lúc bà Zoe thích ra ngoài hoạt động nhất. Đến lúc đó mình phải ra ngoài theo dõi camera. May là bà ngoại không biết. Bà mà biết thì sẽ đánh nhau thật đấy. Đừng nhắc nữa, mình nói cho cậu hay. Bà ngoại mình với những bà khác bay một bàn mặt trượt ở viện dưỡng lão, chơi vui cùng vui vẻ. Thật hay giả thế? Lăng Lăng, Lăng Lăng, mau qua đây xem, có phải nó không? Đi thôi, đi thôi. Lăng Lăng, có phải nó không? Là nó đó. Thật sự là nó đấy. Con đã nói với mọi người gì nào? Con biết Zoe chưa chết, có đúng không? Cảm ơn bố nhé. Tìm thấy Zoe rồi. Việc mình lắp camera cũng bị phê bình rồi. Chắc là chuyện này qua rồi đúng không? Đúng vậy. Bên phía phòng thí nghiệm cũng thông báo gỡ niêm phong rồi. Rồi cả thử nghiệm lâm sàng của bọn tôi cũng có thể tiếp tục rồi. Tôi nói còn nghe Trịnh Minh Hạo, lần này thật sự may mà có cậu. Cậu không nói cái này thì coi như bỏ qua. Nếu cậu nói cái này, mình giúp cậu một việc lớn như vậy. Mình cứ tưởng rằng cậu sẽ mời mình ăn bữa cơm đó. Không ngờ cậu còn mời mình đến nhà anh ta, giúp anh ta quét tường. Cậu là sợ mình hết hy vọng, chưa triệt để sao? Không phải là anh ấy ở bên trong hầm canh cho chúng ta sao? Tôi nói cậu nghe, lát nữa khi ăn cơm, cậu dạy vào anh ấy thoải mái, để anh ấy hầu hạ cậu cho tốt. Thì mình thấy, cậu là sợ anh ta ghen tị, nên mới quý bày ra trò này. Để mình qua đây làm việc giúp anh ta, thế thì anh ta không thể nói gì được nữa. Dương Nam Hàn không có hẹp hòi thế đâu, mấy hôm trước còn khen cậu đẹp trai đó. Anh ta khen mình đẹp trai. Anh ấy nói một người đàn ông khi làm việc sở trường của mình là đẹp trai nhất. Cậu nói cậu khiến anh ấy có cảm giác bị uy hiếp. Anh ta thật sự nói thế. Lừa cậu làm gì? Không tin thì lát nữa cậu vào trong tự hỏi anh ấy đi. Ý của mình là nói thế nào được nhỉ? Anh ta cũng rất đẹp trai mà. Nói thật là nhìn thấy hai người ở bên nhau, mình vẫn rất yên tâm đó. Cậu nói lời này thật sự vô cùng giống bố tôi. Thật đó, tôi cảm thấy bố ruột của tôi mà nghe thấy cũng cảm thấy cậu là bố ruột của tôi. Xem ra bây giờ quan hệ của cậu và bố cậu cũng không tồi nhỉ. Cũng tạm được, cũng là Dương Lam Hàn khiến tôi hiểu được rất nhiều chuyện. Vậy nên, bây giờ tôi không có băn khoăn như thế nữa. Mình nhớ lúc mới quen cậu, mình có lén lút xem tư liệu của cậu. Ở một tên cũ có ghi là Sử Nặc Lăng. Sau đó mình đã lặng lẽ đi điều tra bối cảnh gia đình cậu. Lúc đó mình đã cảm thấy mình muốn bảo vệ cô gái này, không để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Nhưng bây giờ xem ra thứ cậu cần không phải là bảo vệ mà là hòa giải. Chẳng trách mình lại thua anh ta. Thua hay thắng gì chứ? Tôi nói cậu nghe, Trịnh Minh Hạo, sau này cậu nhất định sẽ gặp được một cô gái vô cùng tốt. Đồng thời cậu cũng vô cùng thích cô ấy. Đợi đến ngày đó cậu sẽ cảm thấy may mắn, vì hiện tại cậu đã không để tôi được lời. Được rồi, không nói mấy thứ này nữa. Tôi thấy hai chúng ta cũng quét gần xong rồi. Ăn cơm trước đi. Ăn cơm xong để Dương Lam Hàn tự quét. Đi thôi. Bạch Lăng Lăng, mặc dù mình nói mình sẽ không bỏ cuộc, nhưng bây giờ mình muốn chính thức nói với cậu, mình không thích cậu nữa.
Chúc mừng cậu nhé. Chúc cậu sớm ngày theo đuổi được cô gái xinh đẹp hơn tôi. Và chúng ta mãi mãi là bạn. Nói thừa, vào ăn cơm đi. Cuối cùng cũng về rồi. Lão Trương, hay là chúng ta lấy chậu than để bước qua. Phòng thí nghiệm cấm đốt lửa, đi thôi. Lam Hằng, lãnh đạo trường bảo thầy thay mặt cho trường gửi lời thăm hỏi em. Việc này khiến em tủi thân rồi. Không sao đâu, dù sao cũng đã điều tra rõ ràng rồi, thí nghiệm có thể tiếp tục làm. Quan trọng hơn, cũng đúng. Lúc đó còn có bao nhiêu người mắng chúng ta như thế, bây giờ thế nào rồi, tự vả mặt rồi đúng không? Em phải xem thử bọn họ còn gì để nói nữa. Sao thế này? Sao vẫn cần nhiều người mắng đại thần như thế? Hình như mắng ghê gớm hơn cả lúc trước rồi. Không hổ là thiếu gia của tập đoàn lớn, con khỉ chết rồi cũng có thể sống lại. Một tay che trời, thao túng sống chết, thật sự không còn công lý gì nữa. Đây đều là những thứ gì vậy? Não người này có vấn đề rồi. Sao vậy? Sao lại tức giận như thế? Em xem nào. Thực ra em cảm thấy hai người bọn họ nghĩ việc này đơn giản quá rồi. Mặc dù Su Yi không chết, còn chúng ta có được thắng lợi mang tính giai đoạn. Thử nghiệm lâm sàng có thể tiếp tục, phòng thí nghiệm cũng có thể hoạt động bình thường. Nhưng mà chỉ cần một ngày chưa điều tra ra kẻ đứng đằng sau chuyện này thì việc này còn chưa xong đâu. Còn nữa, tên Đường Tuần kia thế nào rồi? Đúng rồi, anh không nói em cũng quên mất đó. Không phải anh nói là mấy ngày này hắn ta sẽ qua đây tìm chúng ta quỳ xuống xin tha thứ sao? Xem ra lời anh nói cũng không đáng tin cho lắm. Hay là hai chúng ta diễn giả quá, bị bọn họ phát hiện rồi. Không quan trọng nữa rồi, dù sao cũng đã cho hắn ta cơ hội rồi. Nửa tiếng nữa thư mời của luật sư sẽ đến nhà hắn ta. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi bỏ cuộc rồi. Người theo đuổi tôi có cả đống, cũng không nhất định phải là Dương Lam Hằng. Anh có thể một vừa hai phải, đừng có làm những việc linh tinh đó nữa được không? Tôi không làm gì cả. Bây giờ hướng đi của cả sự việc đã không liên quan gì đến tôi nữa rồi. Hoàn toàn đều là do dân mạng tự phát. Được, vậy tôi hỏi anh, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể dẹp yên được chuyện này? Anh muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi. Cô Lý, đừng ngốc nghếch nữa. Sự việc phát triển đến giai đoạn này, tiền căn bản không thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào. Vậy nếu tôi muốn để tất cả mọi người biết tất cả đều do anh đạo diễn thì sao? Đây không phải kiệt tác của một mình tôi, là của hai chúng ta. Em muốn ăn gì? Em muốn uống trà sữa? Muốn uống trà sữa? Không sợ béo à? Anh chê em béo sao? Đâu có. Anh cảm thấy em vô cùng thon gọn. Em muốn uống ba cốc, xin hai vị đợi một lát. Sao lại là anh? Anh Dương, cô Bạch, xin lỗi. Tôi thật sự không biết sự việc này lại gây ảnh hưởng lớn như vậy. Tôi bị ma quỷ mê hoặc, bị tiền làm mờ mắt. Bây giờ tôi bị sở thú đuổi việc rồi. Anh xem, có thể đừng tố cáo tôi không? Việc này tôi thật sự không biết gì cả, đều là người khác sai tôi làm. Anh phải tố cáo người đó. Tố cáo người đó? Tố cáo ai chứ? Cô ta chính là một ngôi sao nữ tên Lý Vi Vi. Nước khỉ ở sở thú vốn cũng không phải khu vực quan trọng gì, cũng không có ai quan tâm. Chi chút tiền khiến bọn họ nói vài câu giả chối chẳng phải dễ dàng lắm sao? Đám người bình luận trên mạng cũng do anh mua. Đúng, mỗi một đồng tiền tiêu thế nào, sau khi chuyện kết thúc tôi sẽ thống kê rõ ràng cho cô. Tôi không hỏi anh những thứ này. Rốt cuộc anh có nhớ lúc đầu tôi nói với anh thế nào không? Cô nói cô bận, không có hứng thú quan tâm rốt cuộc tôi làm thế nào. Dù sao cô phụ trách chi tiền, chỉ cần khiến Dương Lam Hằng quay về bên cô là được. Đoạn sau thì không cần nghe nữa. Đại khái đều là như này thôi. Tôi có thể gửi hết toàn bộ cho các người. Vậy có điều kiện gì không? Không có điều kiện. Trên thế giới này không chỉ có mình cô vĩ đại. Đợi đã,
Chị có từng nghĩ đến nếu đoạn ghi âm này phát tán sẽ có kết quả như nào với chị không? Đương nhiên đã nghĩ qua. Cô thật sự tưởng rằng tôi là loại người ngây thơ ngốc nghếch, dễ dàng bị tẩy não như thế sao? Khi tôi quyết định giao đoạn ghi âm này cho các người, tôi đã cược tất cả danh dự và tiền đồ của mình rồi. Nhưng mà cô yên tâm, tôi làm như thế không phải vì Dương Lam Hàn, cũng không phải để gây dựng cho mình hình ảnh nào đó. Tôi cảm thấy so với việc bảo vệ tôn nghiêm và công bằng của nghiên cứu khoa học, những thứ này của tôi đều không đáng kể. Đi đây. Bộ phim điện ảnh mới của chị có phải đã lọt vào liên hoan phim quốc tế rồi không? Người xem có thể bỏ phiếu hay không vậy? Đúng là biết người biết mặt, không biết lòng. Còn nhìn sự việc, cái tên Uông Đào này là biết. Hình như Lý Phi Phi cũng tham gia vào. Thì sao? Đúng, đúng là há lòng há dạ. Đúng vậy, đáng đời, đúng thật là. Lý Phi Phi thực sự tham gia vào chuyện này à? Thật hay giả vậy? Nghe nói là thật đó, đừng nói nữa. Không nhìn ra lại là người như thế. Quá đáng quá đi, đúng vậy. Cậu nhìn mình đi. Anh là Uông Đào sao? Sao lại nói thế chứ? Bây giờ tốt rồi, chân tướng đã rõ, người xấu cũng bị bắt rồi, đúng là hả lòng hả dạ. Thực ra Uông Đào cũng rất thảm. Lúc trước bởi vì video khiến cậu ta vẫn chưa đi làm đã bị từ chối rồi. Sau đó tìm mấy công việc đều không thành công. Còn vì không cần lương, khó khăn lắm mới vào được công ty game đó. Đến bây giờ, nhà cũng không thuê nổi, còn nợ một đống tiền. Đúng thế, chỉ cần cuộc sống của cậu ta tốt hơn một chút, cũng không đến mức làm những chuyện tán tận lương tâm đó. Sao cậu lại ở đây? Không thì anh tưởng lại mua trà sữa chứ. Chả trách, em nhìn thấy anh Âu Dương đã tháo tấm biển cấm Trịnh Minh Hào đi vào từ sớm. Dù gì cũng là người từng kề vai chiến đấu với nhau, đúng không? Vừa rồi cậu nói Uông Đào bởi vì video mới bị từ chối. Video ai quay vậy? Tôi cũng không biết. Lăng Lăng, là cậu đăng à? Sao có thể chứ? Lúc đó tôi bị dọa gần chết, làm gì còn gan mà ở đó quay video chứ? Vậy là ai chứ? Tôi đăng đó. Hành vi tồi tệ như thế, Tố Giác và Trần không phải điều nên làm sao? Nên là anh giỏi nhất. Được rồi, chúng ta cũng tám chuyện xong cả rồi. Uống xong trà sữa, mà làm việc đi. Được, vậy tôi cũng rút đây. Tạm biệt, không tiễn nữa nhé. Tạm biệt, cảm ơn trà sữa nhé. Tạm biệt.
Bọn họ. Anh biết em muốn nói gì. Muốn biết Âu Dương đang nghĩ gì. Anh có cách. Đây không phải là đồng hồ của phòng thay đồ sao? Đúng vậy. Nhưng mà có chút khác biệt. Anh có cài đặt chương trình liên kết ở bên trong. Chỉ cần nhịp tim của đối phương có chút bất thường, vừa qua chỉ số bình thường sẽ rung đồng bộ cùng với đồng hồ của anh. Nên giờ điều chúng ta cần nghĩ là làm thế nào để Âu Dương đeo chiếc đồng hồ này. Cái này nhìn hơi quen đó. Anh thấy mọi người lo cho bọn họ nên vừa mới làm đó. Nhìn em đi. Anh không muốn. Anh đi làm việc trước đây. Đúng là không ngờ đó. Vừa đăng video, vừa làm đồng hồ đeo tay để theo đuổi em. Sao lại cố gắng thế chứ? Anh làm việc gì cũng đều rất cố gắng. Được rồi, đi thôi. Chào buổi sáng. Anh đang đợi em đó. Cảm ơn đàn anh. Không sao chứ Tịnh Tịnh? Xin lỗi nhé. Không sao. Cẩn thận chút. Sao nào? Thế nào rồi? Em có muốn đeo thử không? Đồng hồ rung khiến hai ngày nay tay anh tê hết cả. Không nhìn ra đó. Em vốn tưởng rằng hai anh em họ không giống nhau. Thực ra là hoàn toàn giống nhau. Chỉ là một người ngoài sáng, một người trong tối. Đúng vậy. Nào. Em không đeo. Sao em có thể cảm nhận nhịp tim của người đàn ông khác chứ? Anh đeo cẩn thận đi. Nói cũng có lý. Vậy em có muốn cảm nhận nhịp tim của anh không? Em nghe thử. Hóa ra những việc đó của em đều là Âu Dương nói với anh à? Đúng vậy. Lúc đó anh chỉ đưa cậu ấy cái tên Bạch Lăng Lăng này thôi. Sau đó cậu ấy để ý suốt nửa năm. Cậu ấy nói học kỳ 1 của năm 4 thực ra em đã chuẩn bị xong vì thi thạc sĩ rồi. Nhưng sau đó là bỏ cuộc. Thảo nào, anh vẫn luôn biết việc em muốn thi thạc sĩ. Vậy bức ảnh đó của em cũng là anh ấy đưa anh à? Đúng vậy. Làm việc ổn thỏa, sẽ không hỏi linh tinh, lại có thể giữ bí mật. Ngoài cậu ấy ra, không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà tính cách của anh ấy thật sự lề mề quá đó. Anh nói xem rõ ràng tim đập thành như thế, đồng hồ cũng rung đến như vậy. Ngoài mặt anh ấy lại giống như không hề xảy ra chuyện gì.
Rõ ràng em còn chưa gả qua, sao đã có cảm giác mang phong thái của chị dâu rồi? Cảm giác muốn giúp anh em bọn anh cưới vợ vậy đó. Nói gì đó, em mới không có đâu. Ai muốn gả cho anh chứ? Em không gả cho anh nữa à? Để nói sau đi. Không phải đã nói rồi sao? Cùng nhau rùa kết hợp với chó mà. Em mới không muốn làm rùa, làm chó gì đó đâu. Vậy em muốn làm gì? Mấy giờ rồi? Sắp 10 rưỡi rồi. Gần đây cô ấy đang bận một đề tài mới, lúc này chắc chắn đang tăng ca. Anh nói xem, anh ấy đã trung thành thế này rồi, còn có tâm tư nghiên cứu đề tài sao? Anh biết rồi. Một nơi đẹp thế này anh quyết định. Không để ý đến cậu ấy nữa. Em nghĩ ra một cách rồi. Đăng Anh, chiều ngày kia em sẽ bay đến Đức. Ngày mai sẽ không tới phòng thí nghiệm nữa. Đây là lần cuối cùng em làm thí nghiệm với anh. Ừ. Còn nữa. Còn nữa. Em thích anh. Tạm biệt anh. Điều rất bình thường, hồi phục rất tốt. Vậy thì tốt rồi. Tính đến chiều tối hôm qua, số lượng người đăng ký thử nghiệm lâm sàng tại nhiều trung tâm tham gia đã tăng tới 300 người. Theo kết quả kiểm tra ngẫu nhiên ngắn hạn, mọi thứ đều đang rất thuận lợi. Cậu yên tâm đi, dựa theo kế hoạch muộn nhất là tới năm 2022, vật liệu van kiểu mới của chúng ta có thể chính thức đưa vào sử dụng rồi. Kiên trì lâu như vậy, thắng lợi đang ở trước mắt rồi. Tiếp theo có đề tài mới nào chưa? Đề tài nghiên cứu thạc sĩ gần đây của Lăng Lăng là siêu vật liệu. Vừa hay đề tài này tôi cũng rất có hứng thú. Tôi thật sự muốn hỏi cậu vấn đề về nghiên cứu khoa học, chứ không phải để cậu khoe chuyện yêu đương. Xin lỗi nhé. Thật sự muốn xin lỗi thì mời tôi ăn đi. Vừa hay hôm nay tôi có hẹn rồi, thật sự không được. Hay là lần sau nhé. Lần sau nhất định mời cô ăn tối. Đi trước nhé. Yêu đương thật sự thú vị như vậy sao? Không sao, tin anh đi. Hôm nay anh... Rốt cuộc anh muốn làm gì thế?
Vậy đặc thần bí như vậy, anh đưa em đem tới đâu thế? Em đoán xem là một nơi chúng ta đều rất thích. Em biết rồi nhé. Em nói anh nghe, từ lúc băng đại chúng ta bước vào thang máy, sau đó ra khỏi thang máy, cả đoạn em đều không gặp ai hết. Sau đó em chào, cũng không ai đáp lại. Vì nên em suy đoán hiện giờ chúng ta nhất định không ở trong nhà hàng, đúng chứ? Không ở trong quán bar, đúng chứ? Không có tiếng người phục vụ. Khoan đã, anh không phải anh đưa em đi tới Vân Tháp đó chứ? Em đoán xem. Không phải chứ? Để anh nào, đợi một lát. Nào, đợi một lát. Em nói anh nghe. Em nói anh nghe. Nào, tin anh. Tin anh. Nào, bước. Không có gì. Thật sự không có gì. Em nói anh nghe. Em biết hiện giờ chúng ta nhất định là đang ở Phân Tháp. Em cũng may. Anh thật sự rất thông minh. Anh đã bịt mắt em lại rồi chứ không? Em thật sự có hơi sợ độ cao. Em nói anh nghe, anh đừng thấy áp lực. Anh đừng thấy áp lực. Em không giận đâu. Em thật sự không giận đâu. Được, anh có biết Vân Tháp có một tên gọi là cái gì mà tình yêu, đỉnh của tình yêu. Bây giờ chúng ta đang ở đỉnh đó. Chúng ta ở trên đỉnh. Bên đó em nhớ có một cái gì mà hình như có treo móc khóa. Khóa tình yêu. Lát nữa chúng ta đi treo một móc khóa tình yêu nhé. Em không giận được. Em thật sự không giận đấy. Em thật sự không giận. Anh bám chặt em. Anh định đi đâu? Không sao. Tới đỉnh rồi chứ. Sắp rồi, sắp tới rồi. Tới đỉnh rồi. 5 bước cuối cùng. 4, 3. Nào, thêm 2 bước nữa. 2, 1. Được rồi, tới rồi. Mùi thân thuộc quá. Hóa ra mùi trên đỉnh chính là như vậy. Thân thuộc sao? Rất thân thuộc là phải thôi. Em đợi anh một lát. Anh đi đâu vậy? Có phải anh đi mua khóa không? Không phải. Em đợi anh một lát. Anh sẽ quay lại ngay. Không, không được, không được. Rất an toàn. Anh chỉ đi một lát thôi. Được, được. Em đợi anh. Được, được. Tin anh. Được. Anh đi mua khóa phải không? Em muốn lại màu hồng. Được. Mua xong rồi. Xong rồi. Được rồi, nào. Giúp em cởi nó ra. Để em. Anh đúng thật là. Anh hẹn hò chính là dẫn em tới đây có phải không? Anh muốn đưa em tới tăng ca có phải không? Anh bày ra cái này. Anh là người như vậy trong suy nghĩ của em. Phải. Cũng không hoàn toàn là vậy. Nhưng anh thật sự không biết à. Em nói anh nghe, có lúc anh làm việc thật sự không giống người. Nói đi. Làm việc gì? Anh chỉ muốn nói là cho em xem một bất ngờ mà. Rất an toàn. Cái này là đá moissanite tự nhiên. Lúc anh học ở châu Âu đã giành được nó. Em đoán xem đá moissanite tự nhiên được hình thành thế nào? Vậy nên là không tăng ca mà tới để làm bài kiểm tra, phải không? Thôi để em nói. Đá moissanite tự nhiên cần có carbon và silicon ở trong môi trường nhiệt độ cao, áp suất cao, đồng thời chịu tác động mới được hình thành nên. Người đầu tiên phát hiện ra đá moissanite là một tiến sĩ người Pháp từng đoạt giải Nobel, có tên Moissan. Ông ấy phát hiện ra nó trong thiên thạch, vậy nên lấy tên của ông ấy luôn để đặt. Anh vốn muốn có được cái này, sau đó đem về nước để làm giống, mất rất nhiều thời gian, liên tục mô phỏng lại môi trường sinh trưởng của nó, khó lắm mới nuôi dưỡng được loại đá quý có vẻ ngoài chất lượng cao này, định tới lúc đó có thể nạm lên trên nhẫn. Đợi chút. Nhẫn.
Nhẫn, nhẫn gì chứ? Nhẫn cầu hôn. Hơn nữa viên đá quý này, môi trường sinh trưởng của nó là một môi trường vô cùng khắc nghiệt, vậy nên độ tinh khiết của nó cực kỳ cao, còn cao hơn cả kim cương. Hơn nữa kim cương đắt như vậy là vì nó đi kèm một số chi phí như là chi phí khai thác, chi phí nhân lực, rồi còn cả chi phí quảng cáo. Nhưng viên đá quý này nó hoàn toàn khác biệt, đó là từ tay anh nuôi dưỡng độc nhất vô nhị, một viên đá quý được tạo ra cho riêng em. Phải rồi, hay là em cũng đặt tên cho nó đi. Được. Và chúng ta sẽ làm giống như ông Boysen, dùng tên mình đặt cho nó đi. Được. Dùng tên của hai chúng ta, Dương, Bạch Dương, Lam, Bạch Lam, Lăng, Lăng Lam thì thế nào? Lăng Lam. Nghe chừng có vẻ hay này. Em biết đặt tên như vậy, về sau này tên của con chúng ta sẽ để em đặt, để anh coi sao. Vì vậy anh đang cầu hôn em sao? Không phải. Anh chỉ muốn để em xem thôi, bởi vì tốc độ lớn của nó quả thật chậm quá rồi. Cả 6 tháng mới được một camera, vậy nên muốn để em xem trước, sau đó thì... Sao thế? Hay là em vội à? Em không vội. Giờ nhìn nó, quả thực có hơi bé quá. Bé nhỉ? Không sao, để nó lớn thêm chút nữa. Lớn chút nữa, được. Từ từ lớn nhé. Được, 6 tháng. 6 tháng, 1 carat rồi. Dương Lam Hàn cầu hôn cậu rồi. Nhanh vậy à? Cũng không thể nói là cầu hôn, thì là cho mình xem nhẫn cầu hôn. Chủ yếu là viên đá quý trên chiếc nhẫn đó, đá quý hiếm có, vẫn chưa lớn hẳn. Phải đợi nó lớn hẳn, cũng phải mất một khoảng thời gian rồi. Có điều anh ấy đem thông tin về việc cầu hôn đều nói cho cậu cả rồi, chẳng có chút thần bí nào cả. Phải chẳng phải không còn gì bất ngờ hay sao? Nào có đâu. Bất ngờ này vừa hay nằm trong phạm vi mình có thể chấp nhận được, mình rất hài lòng. Cậu không cảm thấy cảm giác tỏ tình rồi được cầu hôn ở nơi đông người vô cùng thích sao? Cảm giác hạnh phúc dâng trào, chính là cảm giác cả thế giới đều chứng kiến sự hạnh phúc của cậu. Cái này mình thật sự không chịu nổi. Mình nói cậu nghe, ngày trước lúc mình còn đi học, lớp bên có một cậu nhóc thích mình. Vào đúng 12 giờ ngày mình sinh nhật, đã gọi mấy người bạn học cùng lớp cậu ấy tới hát chúc mừng sinh nhật ở ngay trước cửa nhà mình. Hàng xóm lũ lượt mở cửa ra mắng: đừng hát nữa, đã mấy giờ rồi hả? Mình xấu hổ lắm. Lúc đó mình chỉ muốn đem cái bánh ngọt đó úp lên mặt cậu ấy thôi. Sau này tới Uông Đào, chuyện này cậu cũng biết mà. Thật sự khiến mình ngạt thở luôn. Vậy mới nói không phải cái gì lãng mạn cũng đều tốt cả. Lãng mạn mà bản thân thích mới là lãng mạn, biết chưa? Chứ không cậu nói xem, dưới hàng trăm con mắt dõi theo, mọi người đều xấu hổ. Nhưng mình thật sự rất thích. Cậu thích cũng đâu có vấn đề gì. Cậu thích thì đó chính là lãng mạn. Mỗi người đều có chí hướng riêng mà. Vậy hay là cậu giúp mình nhờ Dương Lam Hàn truyền đạt một chút về sở thích của mình đi. Cậu muốn ra hiệu cho Âu Dương Y Phạm cầu hôn cậu? Sao có thể chứ? Đương nhiên không phải. Mình chỉ muốn biểu đạt một chút về sở thích của mình. Vì ngày mai anh ấy cầu hôn cậu, cậu sẽ không đồng ý? Đương nhiên là không rồi. Sao mình có thể đồng ý anh ấy được? Mình chỉ yêu thôi, tuyệt đối không thể kết hôn. Mình tuyệt đối không thể bước vào nắm mộ hôn nhân được. Không được, tuyệt đối không được. Cái gì? Anh nuôi kim cương sao? Từ lúc nào vậy? Hàng, anh nói xem, em phải nói anh sao đây? Anh học được nhiều thứ này ở đâu vậy? Anh đã lãng mạn tới mức này rồi, thì em phải làm sao? Bạn gái anh và bạn gái em chính là kiểu bạn thân hận không thể mặc chung một chiếc quần đấy. Bị Loda so sánh với anh như vậy, chắc em chỉ cần nước lên trời hái sao cho cô ấy mất. Vậy cũng hết cách, đây chính là bài toán tiếp theo của cuộc đời em. Cần phải giải quyết, cố lên nhé. Không được, em buộc phải ra tay trước. Nhẫn kim cương cầu hôn. Đàn
Cả đời người đàn ông chỉ có thể đặt mua một chiếc. Âu Dương, có người gõ cửa kìa. Anh mở đi. Anh đang làm báo cáo. Em đang bận. Anh cho mở cửa đi. Em bận gì chứ, cậu hôn. Em được lắm. Em đến à? Anh quên tài liệu, để ở đâu mất rồi. Em vào đây trước đi. Đợi anh chút, anh tìm rồi đưa cho em. Anh quên mất. Mau qua đây. Giúp em xem, chiếc nào đẹp. Đừng nói là nhân vật nổi tiếng như em, ngay cả ngôi sao cầu hôn cũng sẽ coi nó là lựa chọn hàng đầu đó. Sao thế? Không có gì. Em vừa mới nghĩ mình sắp thua rồi cơ. Kết quả em vừa mới nhắm mắt một cái, tiện tay ấn tìm kiếm. Cả đời người đàn ông chỉ có thể đặt mua một chiếc. Có phải rất lợi hại không? Tự hỏi, có cô gái nào mà không cảm động chứ? Em cũng thích cái này. Chính nó rồi. Chào mừng quý khách tới cửa hàng trải nghiệm tình yêu đích thực Dior. Quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách? Xin chào, tôi muốn mua nhẫn cầu hôn. Tôi xem trên web nói nhẫn kim cương của các cô chỉ có đàn ông mới có thể mua. Cả đời chỉ có thể đặt mua một chiếc. Thật vậy sao? Dạ phải quý khách, nhẫn cầu hôn Dior của chúng tôi là dùng chứng minh nhân dân của nam giới để mua. Cả đời chỉ có thể mua một chiếc, trao nó cho người mình yêu nhất, ngụ ý cho tình yêu đích thực của cả đời. Tôi nhìn thấy trên web có một mẫu nhẫn cầu hôn kim cương thuộc bộ sưu tập lớp lai, kiểu đơn giản sang trọng. Phiền cô cho tôi xem một chút. Dạ vâng quý khách, xin anh đợi một lát. Em không cảm thấy ánh mắt nhân viên nữ đó nhìn em có hơi kỳ lạ sao? Có sao? Chắc là vì em đẹp trai quá chăng? Gì cơ? Tình báo, đáng tin không? Tất nhiên là đáng tin. Hôm nay Dương Lam Hàn còn xin nghỉ đi mua nhẫn với anh ấy đấy. Hình như anh trai anh ấy cũng đi cùng. Tóm lại, hôm nay trong phòng thí nghiệm chỉ có mình với thầy Trương và cậu nhóc kia. Vậy mình phải chuẩn bị chút. Cậu định chuẩn bị cái gì? Tất nhiên là mình phải chuẩn bị xem từ chối anh ấy thế nào. Lúc mình từ chối anh ấy phải mặc thật đẹp chứ. Lỡ như không có lần sau thì sao? Được rồi, mình không nói nữa. Sắp phải lấy chồng thật ư? Xin lỗi anh Âu Dương, chúng tôi không thể bán nhẫn cho anh. Vì sao? Cơ mà, sao cô biết tôi hỏi gì? Vì nửa tháng trước anh đã đặt làm một chiếc, không phải sao? Buổi sáng vừa tới lấy xong, nhẫn kim cương cầu hôn Dior một đời chỉ được đặt làm một lần. Theo quy định, chúng tôi thật sự không thể bán cho anh nữa. Tôi mua lúc nào chứ? Lẽ nào là Doãn Phạm? Cô xem, có phải anh ấy không? Đây chính là anh mà. Thank you.
Hình như anh có điều muốn nói với em. Em đổi vé rồi. Anh nói đi. Đã tới lúc này rồi mà anh cũng không chịu nói nhiều thêm một từ. Em nghĩ nhiều quá rồi. Anh yêu em. Trước giờ anh tưởng rằng cuộc đời luôn luôn cô độc, thế nên anh không mong hảo rằng người khác hiểu được anh. Tới khi gặp được em, mỗi ánh mắt của anh em đều đọc hiểu được, mỗi cảm xúc của anh em đều nắm bắt được. Những kim cương Dior này mỗi người đàn ông chỉ được đặt làm một chiếc trong đời, tặng cho tình yêu duy nhất trong đời này. Nếu em không cần, anh sẽ ném nó đi. Dù sao anh cũng biết đời này anh sẽ không gặp được người như em nữa. Em chưa bao giờ nghe thấy anh nói nhiều như vậy. Cứ như em đang nằm mơ vậy. Như thế này còn quan trọng hơn câu anh yêu em nhiều. Em muốn nghe. Sau này anh sẽ nói cho em nghe thường xuyên. Cái này, chính vì cái này khiến em quyết định ở lại thêm một lúc. Em lỡ gửi vận chuyển hành lý mất rồi. Anh cũng gửi được. Vốn dĩ đã không muốn giữ em lại. Lúc trước toàn là em đi sau anh. Lần này đổi lại anh đi cùng em. Tiêu Tiêu, bóp vào quýt cho cậu nhé. Mình nói cậu nghe, chuyện này thật sự không trách mình được. Dương Lam Hằng nói với mình mà.
Buổi tối, chắc chắn là tối đấy. Vì sao? Vì buổi tối dễ tạo một không khí. Giờ chắc họ đang bận rộn đấy. Chắc chắn là vậy. Chúng ta đi dặm lại lớp trang điểm. Dặm cái gì mà dặm? Không dặm lại. Gọi đường, gọi điện cho Dương Lam Hàn hỏi xem có chuyện gì. Chờ mình một lát. Phiền quá. Ông Anh à, chỗ các anh có chuyện gì vậy? Buổi trưa cô ấy đã trang điểm xong, chờ được cầu hôn rồi. Giờ mấy giờ rồi hả? Không phải chứ. Đã 9 giờ rồi anh à. Dẫn thì anh đổi nhà khác không được sao? Tiêu Tiêu, chuyện này. Tiêu Tiêu, chuyện là thế này. Tôi lấy cả chứng minh thư tới rồi, cả hộ khẩu tới rồi. Sao lại không chứng minh được danh tính của tôi vậy? Vì sao vẫn không chịu bán cho tôi? Tất nhiên có thể bán cho anh, nhưng tôi không muốn nghe nhân nhị gì. Cả đời chỉ có một lần, tôi chỉ muốn mua nhẫn nhà cô. Bà chị à, xin cô bán nhẫn này cho tôi đi. Tôi còn đang chờ đi cầu hôn nữa. Tôi hiểu quyết tâm của anh, nhưng nhẫn này là hàng mẫu. Để đảm bảo mỗi chiếc nhẫn kim cương bán ra đều đem đến kỷ niệm tuyệt vời hoàn hảo và trải nghiệm khó quên cho người dùng. Mua nhẫn kim cương của thương hiệu chúng tôi cần đặt trước 15 đến 20 ngày. Nhưng thưa anh, hãy tin tôi, sự chờ đợi luôn có giá trị. Được rồi, giờ tôi đặt. Giờ đặt được chứ? Được ạ. Nhưng có thể nhanh hơn chút không? Được ạ. Giấy tờ ạ. Anh là heo à? Không mua được nhẫn là không cầu hôn được à? Anh, nhưng đùa gì vậy? Anh, Âu Dương Y Phạm chỉ yêu đương, tuyệt đối không bước chân vào nấm mộ hôn nhân. Có muốn kết thành một đôi không? Là sao? Đang cầu hôn anh đấy. Tình yêu không phải tỏ tình một cách hào nhoáng, cũng không phải trăng sao gì. Yêu chỉ là chó ngáp phải đuổi. Có đôi khi bạn sẽ gặp người có cảm giác giống với bạn, nhưng có lúc bạn lại không may mắn như vậy. Nhưng tôi tin có một ngày bạn sẽ gặp một người thật sự tán thưởng bạn. Trên trái đất này có 7 tỷ người. Tôi biết có một người sẽ cam tâm tình nguyện trèo lên mặt trăng vì bạn. Trèo lên mặt trăng. Có một người sẽ cam tâm tình nguyện trèo lên mặt trăng vì bạn. Không đánh mặt trượt nữa à? Đổi thành đứng đây đọc lời thoại à? Muốn làm diễn viên à? Mặt ít quá vậy. Cháu nghe rồi à? Trèo lên mặt trăng. Tiệc tối mừng năm mới, họ nhờ bà làm một tiết mục. Gì mà đọc diễn cảm, quê mùa quá. Bà liền tự tìm một đoạn phim kinh điển để phân tích tán thưởng. Được được. Hay lắm, hay lắm. Đi nào, đưa bà đi à? Có phong cách không? Phong cách à? Đi nào. Đi đâu? Âu Dương Y Phạm, rốt cuộc anh ấy cũng mua được nhẫn cầu hôn rồi, chuẩn bị bù đắp cho Tiêu Tiêu một buổi cầu hôn mà Tiêu Tiêu mơ mộng. Nhưng Tiêu Tiêu nhà chúng ta nói dù sao cũng không còn gì bất ngờ nữa, cứ vậy đi, còn không bằng nhân dịp Tết mọi người cùng tụ tập cho náo nhiệt. Vậy nên bảo cháu đi đón bà. Đi thôi, rốt cuộc cũng mua được nhẫn à. Chúc mừng chúc mừng, khó khăn quá mà. Alo, bọn mình đang chuẩn bị qua đó.
hủy bỏ sao? Chuyện này thật sự không thể trách anh. Tất nhiên, càng không thể trách em. Từ sáng sớm đã có bản tin về dịch bệnh ở Vũ Hán, thế nên em đã hủy bỏ kế hoạch, anh hoàn toàn đồng ý. Nếu không, chúng ta tụ tập đông người như vậy chắc chắn rất nguy hiểm, đúng không? Nào nào, đừng giận nữa, ăn miếng bánh ngọt đi, bổ khí dưỡng nha. Anh không hiểu gì về ý của em cả. Không phải em giận anh hủy bỏ màn cầu hôn, em giận vì anh mua cái nhẫn mà lề mề tới tận giờ. Nếu không, đám cưới của chúng ta cũng tổ chức xong rồi. Ăn miếng bánh ngọt đi. Không có việc gì, đi ăn bánh trôi làm gì? Anh để đấy đi, em tự ăn. Sao lại mất điện? Hay là em đi xem thử, xem có phải cả khu mất điện không? Anh đi kiểm tra đường dây điện. Vâng. Làm gì thế? Mặc dù tình hình đặc biệt, thời gian cũng có hạn, nhưng anh biết trước giờ em vẫn luôn mơ ước, mong muốn được cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều người. Anh cũng muốn nhờ mọi người làm chứng cho anh. Ôi, lãng mạn quá. Có lòng quá, có lòng ghê. Quang Tiêu Úc, anh yêu em. Lấy anh nhé. Cưới nhau đi, cưới nhau đi, cưới nhau đi, cưới nhau đi, lấy anh ấy đi, lấy anh ấy đi, cưới nhau 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 đi, lấy anh ấy đi, cưới nhau đi, cưới nhau đi, cưới nhau đi, cưới nhau đi. Cộng trâu nhỏ. Sao con cũng tới rồi?
Người anh em, cậu thay lốp xe gì? Bác à, chỗ bác có kiểu lốp xe có lực bám đường tốt mà đi được cả trên nền tuyết không ạ? Có, chỗ tôi có lốp xe bám đường tốt nhất. Sao nào? Người anh em, đi vùng Đông Bắc à? Chuẩn bị về nhà ăn Tết à? Vâng, vợ cháu người Đông Bắc, đây cũng coi là lần đầu cháu đến chúc Tết mẹ vợ. Phải chuẩn bị tốt. Được, cậu yên tâm, tôi đi làm giấy tờ cho cậu. Vâng ạ, cháu cảm ơn. Tôi đã xem phương án rồi, khá tốt. Khử trùng toàn diện phải làm tốt, đặc biệt là cửa, nhà vệ sinh, thang máy, thang bộ, nhất định phải phân công trách nhiệm cụ thể. Còn nữa, tôi và hội đồng quản trị đã bàn bạc rồi, bắt đầu từ mai sẽ hạn chế lượt qua lại, đóng hai cửa ra vào phía Đông Bắc, tăng cường trang bị nhiệt kế điện tử, đồng thời cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Lúc cần thiết, chúng ta tạm dừng kinh doanh. Các cậu làm tăng ca thêm giờ, chuẩn bị đẩy mạnh kinh doanh cho dịp Tết. Đã làm rất nhiều phương án, không dễ dàng gì, nhưng hết cách rồi. Dù chúng ta có tổn thất nhiều hơn cũng không quan trọng bằng sự an toàn của khách hàng. Được rồi, được rồi, tạm thời như vậy đi. Nếu có vấn đề gì, chúng ta liên lạc ngay. Chờ lát nữa đón được bà ngoại, anh sẽ đưa em về nhà trước. Anh muốn đến bệnh viện xem thử. Bệnh viện sao thế? Thử nghiệm lâm sàng còn trong giai đoạn quan sát. Giờ dịch bệnh nghiêm trọng như vậy, anh phải đi. Vậy lát nữa em đi cùng anh. Cũng được. Thật ra bây giờ số ca nhiễm ở thành phố mình vẫn chưa nhiều lắm. Em nghĩ bệnh viện chỉ cần làm tốt việc cách ly khu vực nhiễm bệnh, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Anh đừng quá lo lắng. Thanh Diệp, cậu nhóc này không phải đã mua vé máy bay về nhà ăn Tết sao? Sao còn ở đây? Lúc ấy em quyết định không về nữa. Vì sao? Em định ở lại phòng thí nghiệm trải qua mùa thu Bondino, thuộc về riêng em. Mùa thu Bondino? Có một năm đại thi học Pushkin tới Bondino làm việc, kết quả vừa đúng lúc gặp phải bệnh dịch, cả thôn làng đều bị phong tỏa. Ông ấy bị mắc kẹt ở đó 3 tháng. Kết quả linh cảm bùng nổ, viết 4 kịch bản, 30 mấy bài thơ, 1,5 quyển tiểu thuyết. Từ đó người ta gọi là mùa thu Bondino. Tóm lại, Tết này em chắc chắn phải bùng nổ sức sáng tạo. Chưa biết chừng lần sau các anh chị gặp lại em, em đã không như thế này nữa. Thanh Diệt, em sao vậy? Không sao chứ. Vũ Hán phong tỏa thành phố rồi, em không về được nữa. Giờ chúng ta cũng nên nghĩ xem nên làm những gì mới giúp ích được từ góc độ khoa học vật liệu. Có lẽ chúng ta có thể bắt tay vào từ đồ dùng cần vật liệu bảo hộ. Thực ra, em có một vài ý tưởng muốn cho mọi người xem. Lúc em học thạc sĩ, đề tài nghiên cứu là siêu vật liệu mà. Hai hôm nay em xem tin tức có nói vật tư y tế đang rất khan hiếm. Em mới nghĩ rằng liệu chúng ta có thể nghiên cứu ra một kiểu vật liệu làm đồ bảo hiệu kiểu mới. Nó không chỉ có cường độ máy móc vật lý mà còn có khả năng chống rách hỏng. Ngoài ra em mong nó có hiệu quả chống ẩm ướt, tốt nhất là có thể sử dụng nhiều lần. Như vậy em nghĩ có thể sẽ giải quyết có hiệu quả hơn. Vì đồ bảo hộ dùng một lần tiêu hao nhiều, thời gian sản xuất cũng dài sẽ dẫn tới vấn đề khan hiếm trong việc cung ứng. Hơn nữa, nếu như vậy cũng có thể làm giảm bớt chi phí xử lý rác thải y tế.
Giỏi đấy Lăng Lăng. Không ngờ em đã chuẩn bị nhiều như vậy rồi. Thật ra đây chỉ là một chút ý tưởng của em thôi, vẫn chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Em vốn chưa định nói với mọi người, nhưng mà không ai ngờ dịch bệnh ập tới như vũ bão. Có lẽ công ty chúng ta có thể hợp tác với Đại học Hoàng Hải nghiên cứu phát triển dự án này. Vậy chúng ta mau chóng hành động đi, thời gian không chờ đợi ai. Cậu không về quê ăn Tết à? Không phải cậu định tới chúc Tết mẹ vợ à? Vợ tôi lo cho đại cuộc, cô ấy chắc chắn sẽ hiểu cho tôi. Vậy phải tính cả chúng tôi chứ. Sao anh chị lại về vậy? Chuyên gia mảng vật lý và lực học, còn có ai phù hợp hơn tôi sao? Em nói vậy cũng không sai, nhưng mọi người bắt đầu nhớ thời gian em ấy ít nói rồi đấy. Chúng tôi vừa thấy tin tức là mua vé về nước ngay, trong nhà xảy ra chuyện, tất nhiên phải về rồi. Ừ, được. Giờ các thành viên đã có mặt đông đủ, chúng ta bắt đầu hành động thôi.